Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Nguồn gốc của niềm vui. Hả? Mọi người xem, đó là cái gì vậy? Đây là chuột đồng. Sao nhìn em ấy không có chút tinh thần nào vậy? Em ấy không vui. Tí là chúng ta cũng không biết tại sao em ấy không vui. Năng lực chúng ta có hạn, không giúp cho em ấy được đâu. Các em thật sự muốn giúp em ấy sao? Ăn nói giàu sẽ giúp tăng cường năng lực giỏi nhất của bản thân. Có thể nhìn thấy những nơi rất xa. Mắt nhìn xa ngàn dặm. Hả? Bà nội đang đổ rác, nhìn có vẻ rất tốn sức. Để em đi giúp đỡ. Chạy nhanh như bay. Em quay lại rồi. Ngu ngu, bạn thì sao? Mình cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Chị Tiểu Hòa, chị có tài năng gì vậy? Chị chuột đồng con nói chuyện rồi. Chị Tiểu Hòa có thể nghe hiểu chuột đồng nói chuyện. Tiểu Hòa, em ấy nói gì vậy? Em ấy nói em ấy sống trong rừng, ra ngoài chơi bị lạc đường, càng đi càng xa, sau cùng tới chỗ này. Chúng ta đưa em ấy về nhà đi. Thật phiền phức. Giúp người là nguồn gốc của niềm vui, chúng ta nên giúp đỡ mới đúng. Đến đưa mọi người tới rừng. Xuất phát. Anh phải bế quan một lúc. Các em đều có năng lực đặc biệt. Đưa chuột đồng về nhà đi. Hả? Mình nhìn thấy một con chuột đồng lớn tuổi đang ở ngoài cửa động nhìn ngó khắp nơi. Em ấy nói đó là mẹ em ấy. Hả? Không hay rồi. Phía trên cửa động có một hòn đá bị lỏng ra, đang lung lay muốn rơi xuống. Chuột đồng mẹ gặp nguy hiểm, chúng ta mau đi thôi. Đó là âm thanh gì vậy? Con chồn vàng em. Tại sao em lại không chạy nhanh được vậy? Đừng nghĩ đến bản thân em nữa, phải nghĩ làm sao đột phá dòng dây đi. Nhiều chồn vàng như vậy, chúng ta làm sao đột phá dòng dây? Mình nhớ thầy giáo có nói chồn vàng sợ nhất khói lửa. Chúng ta đi đâu tìm khói lửa đây? Có tiểu sủng ca ở đây thì tốt. Không rồi. Không thì cứ dựa vào tiểu sủng ca mãi được. Phải tự mình nghĩ cách đi. Bạn có cách nào không? Mình bên đó có đá đánh lửa kìa. Đá đánh lửa có tác dụng gì chứ? Nó có thể nhóm lửa đó. Ở đây là nhiều chồn vàng như vậy, bạn có thể lấy được nó sao? Để em đi. Em đã không còn chạy nhanh nữa mà còn muốn đi sao? Để em thử thêm lần nữa.
Là cục này đúng không? Cẩn thận. Hả? Nhặt thêm ít cành cây là được rồi. Dạ. Đây. Đây. Ai, cuối cùng cũng không sao rồi. Tại sao đôi chân chạy nhanh của em có lúc linh nghiệm lúc không vậy? Liệu có phải do khi nãy em tính chạy trốn một mình nên mới không linh nghiệm không? Em hiểu rồi, nếu chỉ nghĩ tới bản thân sẽ trở ngại năng lực của bản thân, mà một lòng giúp đỡ người khác sẽ tăng trưởng năng lực. Em ấy lại nói gì vậy? Em ấy lo lắng cho sự an toàn của mẹ. Không mình. Còn sớm nữa, chúng ta hãy quay về thôi. Nhanh đi lên thôi. Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Sao vậy? Anh Ngưu Ngưu, âm thanh của anh chấn động khi hòn đá rơi xuống rồi. Có gì đáng sợ đâu, anh đập bể hòn đá không phải là được sao? Đừng mà. Sao vậy? Như vậy sẽ làm chuột đồng mẹ bị thương. Anh cẩn thận một chút không phải là được sao? Chúng ta tìm tiểu sủng ca để thương lượng coi sao. Tiểu sủng ca cách đây xa như vậy. Em có đôi chân chạy nhanh như bay, chỉ một lát có thể mời được tiểu sủng ca tới. Không cần làm phiền tiểu sủng ca đâu, anh có thể làm được. Anh Ngưu Ngưu, sao anh lại cố chấp vậy? Khỏe mạnh cũng vô dụng, phải suy nghĩ nhiều hơn mới được. Em nói anh vô dụng. Em... Anh vô dụng, vậy em thì sao? Đôi chân chạy nhanh của em chỉ có thể dùng để chạy trốn. Ngưu Ngưu, em không nói anh vô dụng, em chỉ muốn nói. Em không cần nói nữa, anh nói được tức là được. Về đây em đi tìm tiểu sủng ca. Hả? Chuột mẹ bị thương rồi. Mình không cố ý. Mau đưa chuột mẹ đi chữa trị. Mình chạy không nổi nữa, nghỉ ngơi chút đi. Nếu như để ở đây thì tốt rồi. Điều tại mình không tốt. Không nên nói đôi chân chạy nhanh của để chỉ có thể dùng để chạy trốn. Là để cho tiểu sủng ca. Các em nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau làm tốt sự việc, chứ không phải là thấy bản thân có điểm nào đó giỏi hơn người khác thì đi khinh thường người khác. Phải mở rộng tâm lượng của bản thân, nhìn thấy ưu điểm của người khác, giúp đỡ lẫn nhau, bổ sung ưu khuyết điểm cho nhau mới có thể làm tốt sự việc. Tụi em hiểu rồi. Hiểu được là tốt rồi, anh phải bế quan tiếp đây. Để em đưa chuột đồng mẹ đi chữa trị. Chúng ta có đá đánh lửa, sợ gì chứ? Con trùng lớn này không sợ khói lửa. Vậy phải làm sao? Để em chạy nhanh nhất, đem theo hai mẹ con chuột đồng thoát ra trước. Vậy mọi người làm sao đây? Đừng lo cho tụi chị. Không được, em không thể bỏ lại mọi người. Giây phút giữa sự sống và cái chết rồi mà em còn làm loạn gì vậy? Em ấy không làm loạn. Em ấy nói gì vậy? Em ấy nói thủ lĩnh của đám trộm vàng không sợ khói lửa, duy nhất chỉ sợ mùi vị của Lưu Quỳnh. Ở trong khu rừng này biết đi đâu tìm Lưu Quỳnh đây? Tìm thấy không? Không có. Trên đỉnh núi có đá Lưu Quỳnh. Hãy
đã chết em rồi, thật nguy hiểm. Được rồi, hãy mau đi thôi. Các anh chị đợi ở đây, em đưa chuột đồng mẹ đi chữa trị. Bây giờ em đã hiểu rồi, giúp người thật sự là nguồn gốc của niềm vui. Các bạn nhỏ thân mến, xem xong câu chuyện hôm nay, các em có thu hoạch gì không? Đúng vậy, khi chúng ta có khả năng có thể phục vụ mọi người, không nên ích kỷ cho riêng mình, mà nên làm nhiều việc có lợi ích cho mọi người và xã hội. Đối với tài hoa của người khác, nên tán thưởng khen ngợi, không nên ghen tị trong lòng. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, làm hết khả năng của mình, nhất định có thể làm tốt sự việc. Câu chuyện hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lần sau. No.